Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Thần Số Gieo Hạt của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật sự vui vẻ, và hy vọng rằng với nội dung ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm được thật nhiều những cái thông tin hữu ích. Và trong nội dung chính của video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung như sau. Quý vị thân mến, thì theo như đề nghị của nhiều người thì hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là chi tiết cái bảng gia hạn tam thai kim lâu hoàng ốc năm Canh Tý 2020 và cách tính tam thai kim lâu hoàng ốc như thế nào. Thì ông cha ta có nói là có thờ có thiêng, có kiêng có lành, nếu muốn bàn đại sự như cưới hỏi, xây nhà, khởi nghiệp vân vân thì trong năm 2020 ấy, thì đừng quên tra cứu cái bảng hạn tam thai kim lâu hoàng ốc để biết mà thu cát thị hung. Ở trên đây, đây là bảng gia hạn tam thai kim lâu hoàng ốc năm 2020. Thì trong này các bạn chú ý này, ở đây ghi chú X tức là có và không tức là không có. Ở đây, hạn tam thai kim lâu hoàng ốc năm 2020 này, ở đây là năm sinh, ở đây là tuổi, và ở đây là tam thai này, hoàng ốc, kim lâu. Ví dụ như là năm sinh 1949 này, tuổi là 72 tuổi, đây là tuổi Kỷ Sửu thì năm nay là hạn vào tam thai hoàng ốc, còn kim lâu thì không phạm phải. Đấy, nên là 1950 này là 71 tuổi Canh Dần này là không phạm tam thai hoàng ốc kim lâu. Đấy. Tôi để như thế này để mọi người xem rất là từ từ nha. Đây 1951 này là 70 tuổi Tân Mão này, không phạm tam thai hoàng ốc kim lâu này. Ngày 1952 này là 69 tuổi Nhâm Thìn này, phạm vào hoàng ốc rồi kim lâu này. Ngày 553 là phạm vào tam thai này. Sinh năm 55 là phạm vào hoàng ốc kim lâu này. Ví dụ như sinh năm 56 này thì năm nay là phạm phải hoàng ốc này. Sinh năm 57 thì phạm phải là tam thai rồi kim lâu này. Sinh năm 58 là phạm phải hoàng ốc. Người sinh năm 59 là phạm phải kim lâu. Người sinh năm 60 thì không phạm. Người sinh năm 61 thì phạm phải tam tai rồi hoàng ốc. Đấy. Người sinh năm 64. Người sinh năm 50 năm 65 cũng phạm này. Sinh năm 66 thì chỉ phạm 1 thôi này. Sinh năm 67 thì phạm 1. Sinh năm 68 cũng phạm. Sinh năm 69 cũng phạm. Sinh năm 70 cũng phạm này. Sinh năm 71 cũng phạm. Sinh năm 72 thì không được gì. Sinh năm 73 thì cũng phạm. Sinh năm 74 cũng phạm. 75 cũng phạm. 76 cũng phạm. 77 cũng phạm. 78 thì không được gì. 79 cũng phạm. 80 cũng phạm, 81 cũng phạm. 81 là tam tai, theo thứ tự là tam tai hoàng ốc kim lâu, thì mọi người cứ theo thứ tự đấy mà xem nhé. Rồi 82 cũng phạm này, 83 cũng phạm, 84 cũng phạm, 85 cũng phạm, 86 cũng phạm, 87 thì không được gì, 88 cũng phạm, 89 cũng phạm, 90 cũng không được gì, 91 cũng phạm hoàng ốc, 92 là cũng phạm hoàng ốc này, 93 cũng phạm này, 94 cũng phạm này, 95 cũng phạm, 96 thì không phạm, 97 phạm cả tam tai hoàng ốc kim đâu. 98 cũng phạm này, 99 là không được gì, 2000 cũng phạm, 2001 là cũng phạm, 2002 cũng phạm, 2003 cũng phạm, 2004 cũng phạm, 2005 cũng phạm. Đây, ở đây có ghi chú là X là có, còn không là không được gì. Thì theo cái thứ tự này, tam tai hoàng ốc kim lâu thì mọi người thấy ở đây đấy. Đấy, trong năm của 2020.
Thì các bạn muốn xem thì các bạn lại tua lại video để mà xem nhé. Xem là mình sinh cái năm nào để mà đối chiếu xem là năm nay mình có phạm vào tam tai hoang ốc kim lâu không. Thế thì tiếp theo đấy là mình lý giải về cơ bản về các hạn tam tai hoang ốc kim lâu để cho mọi người hiểu thêm. Thì hạn tam tai năm 2020 thì tam tai có nghĩa là hạn của 3 năm liên tiếp có thể xảy ra với mỗi độ tuổi. Cái quan niệm xưa cho rằng là cứ đến năm gặp hạn tam tai thì gia chủ dễ gặp xui xẻo, khó khăn trong công việc, tiền bạc, gặp trục trặc về tình duyên hay là hôn nhân. Theo đó thì khi muốn tiến hành cái việc lớn như là xây dựng, sửa sang nhà cửa trong năm gặp hạn này thì gia chủ phải hết sức thận trọng. Thì cái cách tính hạn tam tai như sau. Các tuổi Thân, Tý, Thìn gặp hạn tam tai vào năm Dần, Mão, Thìn. Đấy, chú ý là thế. Các tuổi Dần, Ngọ, Tuất hạn tam tai vào năm Thân, Dậu, Tuất. Các tuổi Tỵ, Dậu, Sửu hạn tam tai vào năm Hợi, Tý, Sửu. Các tuổi Hợi, Mão, Mùi gặp hạn tam tai vào năm Tỵ, Ngọ, Mùi. Đối với hạn kim lâu thì chúng ta sẽ tính như thế này. Nhà dân gian cho rằng là kim lâu là hạn có thể gây họa cho gia chủ cùng vợ con vật nuôi trong gia đình. Vì thế mà trong năm phạm hạn này mà gia chủ tiến hành cưới hỏi, xây nhà thì dễ bị ốm đau, bệnh tật nghiêm trọng hơn, có thể gặp họa sát thân. Thì cách tính hạn kim lâu năm Canh Tý 2020 này căn cứ vào tuổi âm lịch, tức là tuổi Mụ, để tính cái hạn kim lâu. Cụ thể lấy tuổi Mụ chia cho 9 và lấy số dư để đối chiếu. Dư 1 là phạm kim lâu thân, dễ gây họa cho bản thân người chủ. Dư 3 là phạm kim lâu thê, có nghĩa là gây họa cho vợ của người chủ. Dư 6 là phạm kim lâu tử, người con trong nhà dễ gặp họa. Dư 8 là phạm kim lâu lục xúc, tức là gây họa cho con vật nuôi trong nhà. Nên là theo cách tính trên thì các tuổi kim lâu cần tránh gồm 12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73 và 75. Là hạn hoang ốc. Thì theo nghĩa đen, hoang ốc là ngôi nhà hoang. Tức là theo lý giải của người xưa thì nếu chọn năm phạm hạn này mà mua nhà, xây nhà, dựng cửa thì sẽ ảnh hưởng xấu tới việc làm ăn, tiền tài thất thoát. Ngoài ra có thể bị bệnh nặng, gặp họa chết chóc. Cách tính hoang ốc năm 2020 là các tuổi hoang ốc cần tránh là 12, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 50, 51, 54, 56, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 72, 74, 75, 78, 81, 83. Phía trên là chi tiết về cái hạn tam tai kim lâu hoang ốc năm 2020. Trước khi tiến hành việc lớn như là cưới hỏi, xây nhà, khởi nghiệp, bạn nên tra cứu kỹ càng bảng hạn trên để tránh gặp phải cái xui xẻo trong năm Canh Tý. Tìm hiểu thêm. Và quý anh chị thân mến, thì trong cái video này thì chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn là cái chi tiết cái bảng tra hạn tam tai kim lâu hoang ốc của năm Canh Tý 2020. Thì cái lý giải về tam tai hoang ốc kim lâu là như thế nào thì chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn ở phần cuối của cái video này rồi. Và cũng mong rằng với cái thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị và các bạn được nhiều cái kiến thức bổ ích hơn trong cái việc mà lựa chọn các cái ngày giờ phù hợp để mà làm những cái công việc lớn như là xây nhà, khởi công, cưới hỏi hay là bàn bạc những cái chuyện đại sự trong năm 2020 để tránh các cái hạn này. Xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì,
Xin quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Thần Số Theo Hạt hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông bên dưới của chương trình để không bỏ lỡ những video hay nhất và mới nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.